qua thư tim mà cùng em, hai bên nhà ta sẽ kết chặt tình. Anh mau mau tính còn nhắm nhóm em gì dinh. Hồ là hồ ơi, thương anh em nguyện thương suốt đời này. Yes. Rồi. Không lẽ là cô Cát Phượng sao? À! Tôi coi hết tập rồi, tập nào với bà bla vậy trơn. Không biết đúng hay không luôn. Hoa lá trổ bông, em đây chưa chồng. Anh có bằng lòng qua thư tiếng mà cùng em. Vì đây là Hana Cẩm Tiên, vỗ tay nồng nhiệt cho cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này. Xin hỏi là hôm nay mình đến đây với ca khúc nào? Dạ, hôm nay con đến đây với lại một ca khúc dễ thương nhất trong bộ sưu tập của con, do chính con sáng tác. Ca khúc có tên Ơi Anh Gì Ơi. Ơi Anh Gì Ơi. Có phải cái bài mà na nào? Bài đó là bài khác. Bài đó là bài khác. Khác hả? Dạ. Tại vì thật ra là con người mà ai cũng phải có lúc nhầm chứ, ai cũng phải nhầm mà. Sao bài con chuẩn bị hát là cái bài nó trend trên trên cái app đó chứ. Còn cái bài mà nãy chú mới nhắc là có thể hát một đoạn không? Dạ, bài đó là bài Vương Vấn. Đâu, thử thử nào. Dạ. Này hát được đẹp, này hát được. Con nghĩ là bài này các bạn nên biết. Rồi, dạ. Hát chung nhé. Hát chung với Tiên nha. Rồi, 2, 3. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâu. Anh đã xa tôi cùng bấy lâu, thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quay dáng anh. Gửi áng mây kỳ thì bao nhiêu lời em, câu hỏi anh tôi sẽ mau rời nhanh. Phút yêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Rồi, ok, vậy là ok rồi. Vậy là hôm nay ca khúc song ca là Ơi Anh Gì Ơi. Dạ. Và dĩ nhiên thì trước khi song ca thì chúng tôi sẽ có một clip nói về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Và dĩ nhiên mình sẽ là người không được xem, và hai người bạn mình sẽ được xem. Và những thông tin ở trong đó có gì thì họ sẽ trình bày lại với mình theo những gì họ muốn hay không muốn. Cái việc đó thì mình không cản được. Dạ. Mình có quyền tin hay không tin. Sẵn sàng chứ nào? Dạ sẵn sàng. Clip ngay sau đây, xin mời. 18 tuổi, rời quê lên thành phố. Hai cái mặt nạ, hai kịch, cái sân khấu kịch. Điện ảnh. Điện ảnh. Cải lương. Đất phương Nam. Sao bây giờ mình tóm lại thông tin nè, đây là một người như thế nào? Lên thành phố năm 18 tuổi. Rồi. Trong điện ảnh. Rồi. Hài kịch. Rồi. Cải lương. Rồi. Đất phương Nam. Yeah. Rồi. Không lẽ là cô Cát Phượng sao? Tôi coi hết tập rồi, tập nào với bà cũng la vậy trơn. Không biết đúng hay không luôn. Ê mà con nó đúng rồi nha. Nhưng mà không biết nam hay nữ. Tại vì cô Cát Phượng hát được cái lương. Đóng kịch, có đóng phim nữa. Thật ra với những thông tin này thì chúng ta sẽ gói gọn được 4 người. Nếu Trường Giang sẽ gói được 4 người. Và hoàn toàn chính xác với những thông tin này luôn. Nhưng mà với bé thì chưa chắc. Dạ. Nhưng mà không sao, mình còn phần song ca khúc đầu nữa mà. Dạ. Ngay bây giờ là phần xuất hiện của nhân vật bí ẩn đầu tiên. Có thể là em đúng rồi đấy. Có thể em đúng hả? Đúng. 90% em ạ. 90%? Đúng không? Là nữ đúng không? Mình phải là nữ. Yes. Anh có thấy có một cái tương đồng với em, đó là mặc đồ giống em, gần giống em, màu giống em. Người giống em hả? Phong thủy tốt. Hoàng Dương. Không cao hơn em lắm đúng không? Hơn em tí xíu. Hơn em tí xíu. Đừng nghĩ rằng hai người đàn ông này đang nói thật nha. Nói thật thì mình sẽ chính xác, thì mình sẽ được vương miện và họ không có gì cả. Em quên lúc nãy rồi đúng không? Anh với em ở trong kia anh nói là hai đứa mình. Đấy. Thì em cũng đang đặt niềm tin vào hai anh. Ấy là gì? Ba đứa mình luôn ạ. Ba đứa mình luôn ạ. Ba đứa em nói là ba đứa em đồng kham cộng khổ. Thấy cái gì phải nói thiệt cái đó. Dạ. Có gì thì chia hết với nhau vậy đó. Thì ra là vậy. Tôi nói thiệt luôn, sau lần hát đầu tiên hai cậu ở đây cũng không thể biết được người này là ai, bởi vì hiện tại tôi vẫn chưa biết mà. Khó đó, nhưng mà tôi sẽ từ từ nhờ những thông tin trên đó thì
cũng sẽ vung vén được ba người thôi. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ sẵn sàng. Âm nhạc. Qua thư tí mà cùng em, hai bên nhà ta sẽ kết chặt tình. Anh mau mau tính cò nhắm ngắm em chị Dinh. Hồ là hồ ơi, thương anh em nguyện thương suốt đời này. Tự tin lắm mà. Hồi nãy là sao la hay la hay la. Vừa hát xong rồi hoang mang. Hoang mang quá. Hai bạn ở dưới cũng em cũng gần nhận ra. Gần là chưa đó. Dạ. Mai Duyên. Em thì hơi thôi. Em nhớ một cái người có cái giọng giống như rất giống như thế này nhưng mà không biết là có phải hay không. Nhưng mà em nhìn đây thì em thấy là không đúng rồi. Không đúng rồi. Nói chung là hoang mang đúng không? Dạ. Xin hỏi các bạn khán giả bên trái có ai biết không, giơ tay. Các bạn nói phải. Nói thông được không? Ủa sao anh biết chơi vậy, có hai đứa không biết vậy? Dạ. Có con không biết nữa. Con không biết luôn hả? Ở trong clip vừa rồi là 18 tuổi lên, thành phố lập nghiệp. Và phim Đất Phương Nam cách đây bao lâu? Lâu quá rồi nên lâu là... lắm luôn rồi á. Mà em cũng không nhớ được. Tại sao mà phân tích? Phân tích đi, phân tích vào đấy đi. Vậy là cô bển rất là lớn tuổi. Đúng rồi, lớn. Mình hãy nói như này nè. Khi mình hiểu điều đó thì mình giữ trong đầu. À, vậy là bên kia chắc là tiền bối. Chứ đừng nói cô bên kia rất là lớn tuổi. Angela Phương Trinh. Hả? Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh. Này em nhìn anh Giang đi, em nhìn anh Giang đi. Angela Phương Trinh liên quan gì tới phim Đất Phương Nam? Mà liên quan gì tới hát cải lương? Có không? Hay là em quên ạ? Không đúng rồi, Angela Phương Trinh. À, là cô bé đóng phim Mùa Mùa Gai đó hả? Không, Đất Phương Nam ạ. À, thì ra là vậy. Tự nhiên anh Quang nói xong cái em suy nghĩ là những lời trong phòng nãy ghê. Là gì? Dạ. Anh sẽ đưa ra cho em những cái ý mà nó gần chính xác 90%. Mà giờ ông nói không, xong các em bây giờ không anh biết cũng, gì luôn. Anh cũng chưa tìm ra được nên là anh chỉ nhớ một cái tên đó thôi. Và bây giờ là lúc chúng tôi sẽ gỡ rối cho Hana Cam Tiên một tí. Xin mời nhân vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Thấy chưa? Hãy nhìn vào phản ứng khán giả đi. Hãy nhìn phản ứng khán giả đi. Ê chị. Thấy chưa? Chỉ có những người lớn thì hai đứa nhỏ nó mới chào vậy thôi. Đúng rồi. Chỉ có những người nổi tiếng rồi các bạn mới la vậy thôi. Như vậy là nhân vật bí ẩn đầu tiên đã lộ mặt. Có nghĩa là gì? Tất cả đều đã biết trừ một mình Hana Cẩm Tiên. Dạ con chào cô ạ. À. Cô cũng vừa mới chào em luôn. Cô cũng vừa chào em luôn. Em hỏi đi. Cô cũng vừa chào sao em biết luôn. Đây là cô? Dạ tại vì hai anh còn chào rồi. Ủa chào chị không được hả? Dạ thôi chắc lớn hơn. Rồi mời nói chuyện. Dạ cô ơi. Ai? Con có thể hỏi cô là trong Đất Phương Nam cô đóng vai gì không ạ? Ủa sao biết cô có trong Đất Phương Nam nhiều khi? Tại nãy có cái từ Đất Phương Nam đó thì con hỏi thôi. À đúng rồi bé là thông minh đó. Đúng hỏi rồi con hỏi hết luôn. Cô đóng vai cục đất đi hết Phương Nam. Không luôn. Khó rồi em ơi. Khó rồi. Hỏi cái khác. Cô đã từng hát cải lương ạ? Hát bá là cải cũng có, lương cũng có. Nói chung hát được cải lương lẹo tẹo. Cô sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không cô? Sống tầm lâm hết à. Đi nhiều nơi lắm. Không đi là không có tiền. Là chạy xô đó. Xô cô chạy nhiều nhất là đóng hài đúng không cô? Tầm lâm hết à. Muốn làm gì làm.
chứ, hỗ trợ đi nào. Anh tên là Phương Trinh. Mệt quá à. Cô lớn rồi đúng không? Hả? Lớn hơn em. Thì ở đây em là nhỏ nhất rồi. Đúng rồi, lớn hơn em. Lẽ là cô Kiều Anh. Thì em đó đó chị đó. Chị Kiều Anh là gì? Là hồi nhỏ là ở dưới miền Tây, sau đó 18 tuổi lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó học cải lương. Mà cô rất là nhiều luôn á, cải lương nè, hát nhạc cô cũng hát, mà đóng hài cô cũng đóng nữa. Đúng rồi, rồi đóng điện ảnh nữa, rồi cũng đi diễn chỗ này chỗ kia nữa. Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ nếu mà em không chọn Angela Phương Trinh thì lát nữa anh sẽ không chia với em. Em, anh hỏi nè, Angela Phương Trinh có quen với nhà mình không? Dạ không ạ. Có bà con ở nhà mình không? Không ạ. Cô này phân dân rất là nhiều cái tên lúc đầu cô nghĩ. Ví dụ cô Cát Phượng, cô Thanh Hằng nữa. Đúng rồi. Lúc đầu khi mà tới đây cứ nghĩ trong đầu là con sẽ được gặp thần tượng chính là cô Cẩm Ly nữa. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cảm giác trong đầu lại nghĩ đến cô Kiều Anh. Chị Kiều Anh, chị Cát Phượng và chị Thanh Hằng có chung một điểm chung, đó là 18 tuổi đều lên thành phố Hồ Chí Minh làm nghiệp. Ba chị đều có thể đóng kịch, đóng hài, đóng điện ảnh và đã từng đóng rồi, và đều hát được cái lương. Và ba chị đều đóng trong phim Đất Phương Nam. Chị Cát Phượng lại đóng một cái vai hình như là gian xảo đi bắt cậu An. Chị Kiều Anh cũng đóng vai gian xảo đi bắt cậu An. Và chị Thanh Hằng cũng đóng vai gian xảo đi bắt cậu An. Ba chị đều đóng chung một vai ở mỗi thời điểm. Tập 1 là chưa có, nhưng mà từ tập 5 là mới có cái vai đó. Tập 7 là chị Kiều Anh đóng, nhưng mà tập 5 là chị Cát Phượng đóng. Tới tập 9 là chị Thanh Hằng đóng. Còn tập cuối là mời Cẩm Ly mà Cẩm Ly bằng. Dạ nói, tôi nói như thiệt vậy. Em thấy là anh Trường Giang đã từng nhiều lần như vậy rồi đấy. Bây giờ này, nếu tin đây là chị Thanh Hằng thì mà hãy nhỏ những câu hỏi liên quan mà chị Thanh Hằng trả lời được. Nếu tin đây là chị Cát Phượng thì hỏi những câu hỏi mà chị Cát Phượng trả lời được. Còn nếu tin đây là chị Kiều Anh thì hãy hỏi mà chỉ có chị Kiều Anh trả lời được. Gần đây cô có tham gia một cái chương trình nào không cô? Có. Chương trình gì vậy cô? Chương trình lạ lắm mà nha. Tên thật cô có mấy chữ vậy cô? Trời ơi, một đấm. Một đấm. Một đấm hả? Ừ, mấy chục chữ cái. Trời ơi. Tên phức tạp. Ca này khó rồi. Đã quá lâu rồi, rất đơn giản. Đây là ai ạ? À? Cô Thanh Hằng. Âm nhạc. Tay qua gian khó, chúc phúc đôi mình mãi bên nhau như ngày